Có thể nói là sức nóng của chiếc Hyundai Tucson 2022 là quá lớn. Video Walk Around vừa mới ra mắt hôm qua mà hôm nay đã có 50 đồng chí inbox cho tôi đòi làm video so sánh với chiếc CX-5 với chiếc Toyota Cross. Rất tiếc là xe mới chưa thể mượn để chạy. Thế nên để phần nào trả lời câu hỏi của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một video so sánh rất nhanh về phương diện giấy tờ giữa ba chiếc Hyundai Tucson thế hệ mới Toyota Cross và Mazda CX-5. Và một cách tổng quát thì đâu đó tôi cho rằng chiếc Mazda CX-5 đang là mẫu xe tụt lại một chút xíu. Và chúng ta sẽ đến ngay với phần so sánh đầu tiên, đó là phần kích thước và ngoại hình. Hyundai Tucson thế hệ trước đây là một mẫu xe tụt lại so với phân khúc hạng C. Nó nhỉnh hơn Toyota Cross một chút, bé hơn CX-5 khá và thật là khó để có thể nói chuyện được với Honda CR-V. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Nó trở thành chiếc xe to lớn hàng đầu trong phân khúc. Và con số cực kỳ đáng nhắc tới ở đây là trục cơ sở nới ra tới 85mm, khiến cho chiếc Hyundai Tucson đè bẹp các đối thủ trong video head-on lần này, nói cả về kích thước dài rộng cao lẫn trục cơ sở. Bên cạnh đó thì rõ ràng là nói về sự thời thượng, mẫu xe của nhà Hyundai đang chiếm thế thượng phong. Đây là mẫu xe thể hiện những cái gì mới mẻ nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc. Và thậm chí nếu so sánh với người đàn anh Hyundai Santa Fe, nó còn có phần ấn tượng hơn. Nói chung, để đặt vào cái tham chiếu xe dành cho các thanh niên dưới 40 tuổi thì tôi cho rằng chiếc Toyota Cross là mẫu xe đang tụt lại một chút xíu ở đây. Về phần động cơ, chiếc Hyundai Tucson 2.0 đặc biệt 2022 có khối máy 2.0 Smart Stream mới. Về mặt thông số trên giấy tờ thì không có thay đổi quá nhiều. Và những cái thay đổi mang tính chất rất nền tảng khác thì có lẽ tôi phải hẹn chia sẻ với anh em sau một video đánh giá rất chi tiết sau một quãng thời gian vận hành đủ sâu. Về mặt giấy tờ thì khối động cơ của chiếc Toyota Cross phiên bản V đang là mẫu động cơ yếu hơn cả. Tuy vậy tôi cũng nhắc lại một điểm, đây là mẫu xe thuộc diện B+, tức là cả về phần kích thước lẫn khối lượng nó đều nhẹ hơn. Nên thật sự là khó để có thể nói được xe nào chạy hay hơn xe nào nếu chỉ nhìn vào thông số trên giấy. Và cũng là trên mặt giấy tờ thì tôi cho rằng rất nhiều người sẽ có cảm tình với hộp số tự động 6 cấp của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson nhiều hơn là CVT của Toyota Cross. Với tạo hình mới to con rất nhiều, thế nên Tucson được thương hiệu xe Hàn Quốc ưu ái với bộ lốp lên tới 235. Tuy vậy, kích thước la răng chỉ là 18 inch ở phiên bản 2.0 đặc biệt. Đây là một điểm hơi thiệt thòi nếu đặt cạnh chiếc Mazda CX-5 2.0 Premium la răng 19 inch, nhìn thanh niên hơn rất nhiều. Về trang thiết bị phía bên ngoài thì chiếc CX-5 cũng sẽ chiếm lợi thế hơn khi có phần đèn chiếu sáng projector có tính năng adaptive, còn Tucson đều là LED chóa phản xạ thôi. Tuy vậy, mẫu xe nhà Toyota lại cũng vươn lên một chút với tính năng tự động pha cốt, còn Tucson thì không có gì nhiều để bàn cả. Nội thất là một khu vực mà Hyundai Tucson vươn lên mạnh mẽ cả ở phần không khí hiện đại, trang bị và không gian. Sẽ thật là thiệt thòi cho những khách hàng nào đang dự định mua chiếc Cross hay mua Mazda CX-5 mà lại chót sang với showroom của Hyundai và ngồi thử vào hàng 2 của chiếc Tucson. Các bạn sẽ thật sự là rất khó nghĩ. Khoang nội thất của Hyundai Tucson được thiết kế theo kiểu phi thuyền với rất nhiều trang bị nổi bật như thông gió, ghế, sưởi vô lăng hay màn hình tốc độ điện tử sẽ là những chi tiết ngay lập tức hút hồn những khách hàng trẻ tuổi rồi. Tuy vậy, sẽ có một điểm trừ nhỏ nếu các bạn đến với phiên bản 2.0 đặc biệt hoặc thậm chí là bản dầu đặc biệt nữa, đó là không còn cửa sổ trời nữa. Một chi tiết mà trước đây làm cho Tucson rất khác biệt so với bao lòng phân khúc. Và đây sẽ chỉ là một điểm trừ nhỏ thôi, vì bù lại mẫu xe này có rất nhiều trang bị an toàn mới, rất thú vị. Còn về chiếc Toyota Cross, rất tiếc nó chen lên vào phân khúc hạng C nên một điểm trừ rất đáng nhắc tới ở đây là phần phanh tay là kiểu đạp chân và tất nhiên là không có auto hold. Ra mắt Toyota họ nhấn mạnh rất nhiều vào việc chiếc Toyota Corolla Cross có Toyota Safety Sense, một thứ được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ rất tiếc đặt cạnh Hyundai Smart Sense thì mọi thứ không còn gì là nổi bật nữa rồi. Và đối thủ bị tụt lại ở đây là Mazda CX-5 với bộ iActive Sense không phải bản full. Nếu các bạn hỏi tôi sự đánh đổi là gì thì với chiếc Hyundai Tucson các bạn sẽ có hiển thị điểm mù trên gương và hệ thống phòng tránh va chạm điểm mù, còn Toyota Corolla Cross có thêm một túi khí. Cả hai mẫu xe này đều cùng có camera 360 và tôi đều đánh giá chất lượng của nó ở ngưỡng khá và thật là khó để phân biệt được đâu là chiếc xe hơn ở đây. Ở Việt Nam, xe Toyota 7 điểm xứng đáng cạnh tranh với những chiếc xe 9 điểm của thương hiệu khác. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần rồi. Và bởi thế, mặc dù có rất nhiều điểm khập khiễng nhưng logo Toyota đầu xe cho chiếc Cross đường hoàng đứng cạnh Tucson và CX-5. Ngoài ra, nguồn gốc nhập khẩu và giá bán rẻ hơn rất nhiều cũng tạo ra cho mẫu xe nhà Toyota nhiều lợi thế khi đặt cạnh CX-5 hoặc Tucson mới.
Và vừa rồi là toàn bộ bài so sánh ở trên giấy tờ giữa ba chiếc Mazda CX-5 2.0 Premium, Hyundai Tucson 2.0 đặc biệt và Toyota Corolla Cross phiên bản V. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Và hẹn sớm gặp lại các bạn trong một video rất sớm thôi với chiếc Hyundai Tucson bằng xương bằng thịt.